Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Giữa tin đồn hẹn hò, Dinh Tuấn Kiệt, Buka có chia sẻ gây chú ý về việc công khai tình yêu. Trên phần hỏi đáp của Instagram, Buka đã trả lời 7.749 thắc mắc của người hâm mộ về chuyện tình yêu, tình bạn. Thời gian qua, Buka và Dinh Tuấn Kiệt vướng tin đồn hẹn hò vì thường xuyên lộ hình diện đồ đôi. Thậm chí cả hai còn bị fan soi nghi vấn sống chung một nhà. Dù nữ diễn viên đã khẳng định mình và Dinh Tuấn Kiệt chỉ là chị em thân thiết, nhưng cô nàng vẫn liên tục bị fan và đồng nghiệp trêu chọc khi xuất hiện tại các game show. Mới đây, Buka đã mở hẳn một Q&A trên Instagram để giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về tình yêu, tình bạn. Không còn e ngại, nữ diễn viên trả lời tất tần tật 7.749 câu hỏi khó nhằn từ fan bằng chính kinh nghiệm của mình. Theo diễn viên sinh năm 1990, việc công khai chuyện yêu đương còn phụ thuộc vào mức độ, hoàn cảnh và tùy từng trường hợp. Tóm lại, không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này. Phải chăng đây là lý do cô nàng chưa chịu công khai tình yêu đích thực? Khi được fan hỏi về thời điểm thích hợp nhất để kết hôn, Buka cho hay, khi cả hai thật sự trưởng thành và biết suy nghĩ cho nhau, tình yêu đủ lớn để hy sinh cho nhau và có trách nhiệm với quyết định của mình. Diễn viên sắc đẹp giới trá còn có quan điểm hiện đại về việc yêu bản thân khác giới. Nếu cả hai cùng có tình cảm và không bị trở ngại gì với những mối quan hệ xung quanh thì tiến tới thôi. Buka cũng khuyên fan nên mạnh dạn thuyết phục gia đình khi vấp phải rào cản trong tình yêu. Qua những câu trả lời của Buka có thể thấy cô nàng là người mạnh mẽ, đã yêu là bất chấp vì đối phương. 5 lần 7 lượt Buka và Dinh Tuấn Kiệt bị fan soi hình hẹn hò, ăn uống mà cả hai vẫn chưa chịu thừa nhận. Cặp chị em cũng có 1.101 trường hợp diễn đồ đôi, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp. Tư vấn tình cảm cho fan nghe thuyết phục như vậy mà mãi chưa chịu công khai nữa kia đi Buka ơi. Buka, tôi hài lòng với những gì mình đang có. Buka nghĩ mọi việc sẽ ngờ vực nếu cô nói, hiện tại tôi hài lòng với những gì mình đang có. Song nữ diễn viên trẻ vẫn muốn công chúng biết rằng điều đó là sự thật, bởi vì Buka hài lòng để thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người, hài lòng để thấy cuộc sống này hạnh phúc hơn. Điều Buka mong muốn đơn giản là không đố kỵ hay ganh ghét ai, mà chỉ tập trung cố gắng vào chuyên môn của mình. Hơn nữa, sự hài lòng của Buka còn xuất phát từ thành công trong nghề khi cô đã tin tưởng vào bản thân để quyết tâm theo đuổi. Lúc mới vào nghề, người đẹp từng cảm thấy hoang mang trước phán xét của mọi người như không quen biết là không làm được nghề này. Nghề này đòi hỏi phải đánh đổi nhiều thứ. Thế nhưng cô mặc định không tin, muốn tự kiểm chứng. Sao tất cả Buka đã cho thấy, thành công đến khi chúng ta hết tâm sức với nghề. Lịch trình bận rộn không cho phép Buka có nhiều thời gian bên gia đình, nhưng đây vẫn là hậu phương vững chắc cho cô. Do đó, nữ diễn viên cảm thấy an tâm theo đuổi công việc khi được người thân thấu hiểu, chia sẻ. Và nếu không có lịch trình thì người đẹp cũng chỉ ở nhà mà thôi. Cô vẫn tất bật đi diễn ở sân khấu kịch thế giới trẻ và hoàn thành những dự án phim ảnh. Bên cạnh đó, cô đang chuẩn bị những dự án cá nhân, chỉ đợi đến lúc tất cả sẵn sàng và ra mắt khán giả ngay. Người đẹp 9X không quên gửi lời nhắn đến khán giả của mình. Hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ Buka trong mọi vai trò. Vì điều đó là sự động viên, là động lực lớn nhất để Buka không ngừng cố gắng làm tốt mọi việc. Buka ở hiện tại đã trở thành gương mặt hot trong mọi lĩnh vực mà cô tham gia. Công chúng không chỉ thấy cô ở riêng lĩnh vực diễn xuất mà còn nhiều ở sân chơi khác. Người đẹp Đồng Tháp bộc bạch Buka chỉ cần khán giả yêu thương và đón nhận mình. Đó mới là động lực để Buka làm thật tốt mọi việc được giao. Đúng với mong muốn đó, khán giả hiện đã ghi nhận được mọi hoạt động của cô. Và cô cũng chính thức ghi tên mình vào nhiều lĩnh vực trong showbiz Việt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.